Chồng tôi, công việc của anh ấy là đối mặt với hiểm nguy là thường ngày. Anh ấy thì không bao giờ anh ấy kể vất vả, bị này bị kia đâu. Anh chỉ kể là những cái chuyện vui thôi. Người lính mà, không giàu, nhưng mà tình cảm thì rất là giàu. Còn thiệt thòi thì nhiều lắm. Những lúc mà cần anh ấy xuất hiện thì anh ấy này ở đâu ấy. Hoặc những ngày lễ người ta đi chơi với nhau chẳng hạn thì anh ấy này bạn đi trực. Mà rất hay xảy ra. Có lúc treo anh bảo nhá, thôi nha, nếu mà kiếp sau mà làm phòng cháy là em không yêu đâu nhá. Tại vì đi trực nhiều như thế này, đi suốt ngày như thế này làm gì có thời gian cho em đâu. Thế là anh ấy lại cười và mỗi công việc có một đặc thù riêng. Nhưng mà sau tất cả thì anh ấy lại dành hết tình cảm, dành hết thời gian cho gia đình. Mỗi ngày trôi qua đều là những ngày đáng nhớ và những ngày hạnh phúc. Khoảng tầm 1 giờ 17 phút có nhận tin báo cháy nhà dân từ trung tâm chỉ huy. Thì khi đến hiện trường mới phát hiện ra đấy là quán karaoke. Vào đấy, xung quanh toàn là khói lửa. Tầm nhìn lúc ấy chỉ cùng lắm chỉ được một sải tay. Thì lúc đấy là đồng chí Quân lên vừa trinh sát vừa chỉ đạo chữa cháy ở cái mũi bên trong. Đồng chí Việt và đồng chí Phúc thì lên thay cho tôi và một đồng chí nữa tìm kiếm cứu người bị nạn ra khỏi khu vực đang xảy ra cháy. Khi tôi vừa đặt chân xuống dưới tầng dưới để thay bình dưỡng khí, rất nhanh cái tầng 2 bị tách điện lửa. Không ai lường trước được cái tình huống xảy ra. Lúc đấy là anh em gặp nạn rồi. Gọi về phía đàn của đồng chí Quân nhưng mà không có phản hồi. Đúng rồi, chỉ huy 01. Đúng rồi, chỉ huy 01. Chỉ huy nghe rõ không ạ? 2 giờ 15 đến 17 phút. Là lúc đấy là mất liên lạc, hoàn toàn không thể liên lạc được với đồng chí Quân nữa rồi. Chỉ huy 01. Chỉ huy 01. Chỉ huy 01. Năm nay là kỷ niệm tròn 18 năm ngày cưới của chúng tôi. Nhưng mà ngày đấy đến thì anh ấy không còn. Mình không thể chấp nhận được. Trong cuộc sống này có những trở trêu như thế. Nhiều lúc nhớ quay quắt, nhớ không chịu được, mà cũng không biết nói với ai. Lúc đấy thì mình đã nhắn Zalo cho anh ý, tự nhắn đi rồi lại tự nhắn lại. Mình nghĩ anh ấy vẫn luôn luôn ở bên cạnh thôi. Đi đâu hay làm gì cũng cảm giác là có anh ấy ở bên cạnh ấy. Và nhiều khi buổi chiều tà thì vẫn cứ nghĩ là anh ấy sắp đi làm về.